Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 18 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cô lập một dãy chung cư Sun View Tour ở thành phố Thủ Đức để phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang cô lập một block chung cư Sun View Tour để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Sáng ngày 18 tháng 5, người dân sinh sống ở chung cư Sun View Tour, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khá bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo một số nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ban quản lý chung cư thông báo người dân hạn chế di chuyển ra khỏi nhà để chờ thông tin chính thức về các biện pháp tiếp theo, và trên một số diễn đàn của chung cư Sun View Tour, người dân bàn luận về một ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 sinh sống ở Block A khi đi khám bệnh và được xét nghiệm tầm soát vào ngày 17 tháng 5. Và tuy nhiên, trao đổi với báo Thanh Niên sáng ngày 18 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thông tin trường hợp này chưa chắc là dương tính COVID-19. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã lấy mẫu để phân tích và sẽ thông báo kết quả chính thức cho người dân. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức triển khai các biện pháp nghiệp vụ như là cô lập tầng nơi trường hợp nghi nhiễm sinh sống, lấy mẫu xét nghiệm các thành viên trong gia đình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết trường hợp này là nhân viên của một công ty kiểm soát, khi bị sốt thì đi khám bệnh và được bệnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Và theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên thì đến 11:30 cùng ngày, đội ngũ y tế và HCDC đã cử thêm nhân lực để chung cư này hỗ trợ. Có khoảng 30 cán bộ y tế đến hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu sẽ diễn ra tại từng hộ dân trong khu phong tỏa. Từ sáng lấy mẫu bên dưới, đến trưa thì đến từng căn hộ lấy mẫu. Người dân khi vào rồi thì không được ra ngoài cho đến khi có thông báo mới, một bảo vệ chung cư Sun View Tour nói. Thành phố Hồ Chí Minh trải qua 20 ngày không phát sinh ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, và kể từ ngày 29 tháng 4, hiện tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn là 270 trường hợp, trong đó có 256 người đã khỏi bệnh, 14 người tiếp tục được cách ly và điều trị. Các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ và giao trách nhiệm cho người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện. Một nguồn tin từ Thành ủy thành phố Thủ Đức cũng cho biết sau khi nhận thông tin nam nhân viên kế toán sinh sống ở chung cư Sun View Tour dương tính lần một COVID, chính quyền thành phố Thủ Đức đã triển khai các biện pháp ứng phó để phòng dịch lây lan trong cộng đồng. Trong các cuộc làm việc tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sáng nay ngày 18 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết sau một thời gian thì có thể hôm nay công bố một ca dương tính COVID-19, như vậy là thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chu kỳ mới, tiếp tục nỗ lực chống COVID-19. Ông Đức mong người dân tiếp tục giữ kỷ cương, nêu gương và đảm bảo ngăn ngừa việc lây lan trong cộng đồng ít nhất có thể, theo tinh thần sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hoàn cảnh nào, không chủ quan và cũng không hoảng hốt để đưa ra những chính sách tốt nhất cho thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Thanh Niên phỏng vấn một lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về ca nghi dương tính sống tại chung cư Sun View Tour thành phố Thủ Đức. Vị lãnh đạo này cho biết chờ Bộ Y tế công bố. Và đó là thông tin ngày 18 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký nhé. Tạm biệt.